Lý thuyết sóng Eliot được xây dựng từ những năm 30 dựa trên lý thuyết của Dow, thông qua việc phân tích cái tâm lý của giới đầu tư để xác định cái xu hướng và các giai đoạn của thị trường. Ở trên công cụ của Fayan thì các bạn có thể thấy rằng là có rất là nhiều các cái công cụ để vẽ sóng Eliot. Trong đó cái công cụ vẽ sóng tăng là 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E và V đúp, X, Y, X, Z. Và có hai công cụ để vẽ sóng điều chỉnh là công cụ ABC và V đúp X, Y. Cái sóng Eliot mà được đưa ra từ những năm 30 thì chỉ có cái loại 1, 2, 3, 4, 5 và ABC này. Trong khi đó thì và cái giai đoạn sau này thì người ta đưa thêm một số các cái lý thuyết mới và nó phát sinh thêm các loại sóng mới. Lấy ví dụ như là cái sóng ABC nguyên thủy thì nó sẽ là một sóng giảm, sau đó đến một sóng tăng rồi lại một sóng giảm. Trong đó cái sóng hai sóng giảm thì là đều có chu kỳ gồm 5 sóng, còn một cái sóng tăng ở giữa thì là chu kỳ là 3, tức là 5 3 5. Trong khi cái sóng V đúp XY này thì nó lại có chu kỳ là 3 3 3. Cái sự biến đổi của các cái nhóm sóng đó thì được phát triển theo thời gian và nó được sử dụng để thích nghi với lại cái sự biến đổi của thị trường cũng như là sự phát triển của thị trường khi có sự tham gia của máy tính. Thì về nguyên tắc thì các cái công cụ này nó sẽ được sử dụng tương tự như nhau, tức là có 3 công cụ để vẽ giai đoạn sóng tăng. Giai đoạn sóng tăng sẽ gồm có 5 bước sóng, trong đó có 3 bước sóng 1, 3 và 5 là sóng tăng, còn 2, 4 là sóng giảm. Và có hai công cụ là công cụ sóng ABC và sóng V đúp XY để vẽ giai đoạn điều chỉnh, sẽ gồm 3 sóng là hai sóng giảm và một sóng tăng, là sóng A và sóng C đấy là giảm và B là sóng tăng, như đây V đúp và Y là sóng giảm và X là sóng tăng. Cách vẽ thì tương đối giống nhau, là trước hết chúng ta sẽ chọn một cái đáy và sau đó vẽ cái sóng thứ nhất. Ở việc xác định như thế nào là sóng thứ nhất nói chung là sẽ rất là khó và không có một cái quy tắc cố định nào, tuy nhiên là nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái kinh nghiệm của người. Cái sóng thứ hai thì thông thường nó sẽ có thể giảm đến khoảng 68,1% so với sóng 1. Sau đấy đến sóng 3 sẽ được coi là sóng mạnh nhất thì nó có thể tăng tới 168,1% so với sóng 1. Sóng 4 thì thông thường là sẽ giảm không vượt quá cái đỉnh của sóng 1 và sau đó là đến sóng 5. Sóng 5 thì có thể là sẽ thấp hơn là đỉnh của sóng 3 nhưng có thể cao hơn. Với tùy thị trường, chẳng hạn như thị trường Forex hoặc là thị trường chứng khoán thì sóng 3 là mạnh nhất, nhưng thị trường hàng hóa thì sóng 5 thường là mạnh nhất. Sau khi vẽ xong 5 sóng tăng thì các bạn có thể là vẽ tiếp 3 cái sóng giảm A, B và C. Rồi. Mỗi cái sóng này thì lại có thể được chia làm 5 sóng tăng và 3 sóng giảm. Tương tự như thế, sóng giảm này thì có đấy thì chia thành ra là 5 sóng giảm và 3 sóng tăng chẳng hạn. Thì ở đây khi mà các bạn bấm chuột phải vào và chọn định dạng thì chúng ta có thể chọn các loại sóng. Có những sóng là có chu kỳ super cycle này thì nó có thể kéo dài vài tuần đến vài tháng. Thế và những cái sóng đây như sóng micro thì có thể chỉ kéo dài vài giờ. Ở nguyên thủy thì sóng Eliot sẽ có tổng cộng là 9 loại tính từ micro đến super cycle. Và ở thời hiện đại thì người ta thêm 4 sóng cao cấp này và hai sóng siêu nhỏ. Do có sự tham gia của máy tính cho nên là
cái giao dịch hiện tại nó xảy ra rất là nhanh và mạnh, cho nên người ta thêm các cái sóng siêu nhỏ này và người ta đã có cái thời gian dài để xét về xu hướng của thị trường, cho nên là sẽ thêm bốn cái sóng lớn này thì nó có thể kéo dài đến cả chục năm. Như vậy về cơ bản thì các bạn đã biết cách sử dụng các cái loại sóng này. Mặc dù các cái công cụ như là 1, 2, 3, 4, 5 hoặc là ABCDE thì nó cách sử dụng cũng tương tự với nhau, nó chỉ khác nhau một cái nhãn. Tuy nhiên chúng ta sẽ áp dụng vào tùy từng cái mã khác nhau cũng như tùy từng cái giai đoạn khác nhau và áp dụng các cái phương pháp sóng Elliott hiện đại hoặc là cổ điển. Tôi sẽ không đi sâu vào phân tích cái lý thuyết sóng Elliott mà sẽ dành để trao đổi với các bạn trong một cái post khác.